Xin chào tất cả các bác đã đến với kênh Sinh vật cảnh channel của em Tài nhé. Kênh của em Tài thì chuyên về dòng chim khủng. Lời đầu tiên thì cho em Tài xin được kính chúc tất cả các bác cùng toàn thể mọi người có một ngày mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe, làm việc thật là hiệu quả và chim cò thì sẽ luôn được cắn lựa mỗi ngày nhé. Hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 20 tháng 7 năm 2024. Hôm nay thì em Tài lại tiếp tục lên cho tất cả các bác năm em chim khủng bội lỡ. Năm em này thì rất chính là VIP luôn các bác ạ. Con nào cũng ok, cũng hot mũ hay cho tất cả các bác luôn đấy. Và bây giờ thì em Tài sẽ lên video từng con và sẽ báo giá cụ thể để cho tất cả các bác cùng tham khảo nhé. Bác nào mà ứng con nào á thì có thể liên hệ trực tiếp hoặc là liên hệ vào Zalo, số điện thoại trên màn hình chụp em Tài nhé. Bây giờ thì em xin mời tất cả các bác cùng theo dõi và cùng lựa chọn cho mình được những chú chim thật là ứng ý nhất nhé. Đầu tiên là một em khủng bạc mã mang mã số 3890. Con này thì về chỗ em Tài được tầm khoảng 1 tháng rồi các bác ạ. Và như các bác đã thấy trong video thì con này nó đã hot rất là tốt luôn rồi đấy. Một chú chim rất là thích hợp để cho tất cả các bác về gọt lên nhé. Con này lúc mà hot thì sẽ có mũ đuôi rất là mạnh luôn. Chim đã hot chơi rất là tốt rồi. Cho nên các bác bắt về thì cũng sẽ rất là dễ chăm và rất là dễ chơi nhé. Chim thì bồ khả, tượng tả cáo, câu dài đòn trường chim. Và không có tật lỗi gì đâu. Con này em Tài giao lưu với tất cả các bác cái phí là 1,8 triệu thôi, để cho tất cả các bác về gọt lên chơi nhé. Chim thì lúc mà cắn lên là em Tài thấy nó lên đuôi mũ rất là mạnh luôn đấy. Bác nào nhanh tay bắt con này thì có thể liên hệ em Tài liền nhé. Tiếp theo là một em khủng bạc mã mang mã số 3891. Con này thì em Tài đã nuôi được tầm khoảng 1 tháng rưỡi rồi các bác ạ. Và con này thì đã hót chơi rất là tốt luôn rồi. Chim thì hót mũ đuôi cạnh nhá. Con này lúc mà trèo lên chỗ yên tĩnh á thì em Tài thấy nó chơi đuôi cạnh rất chí là mạnh. Chim hót rất chí là nhiều dòng, có cả dòng kéo thuốc lao các kiểu cho tất cả các bác nữa đấy. Một chú chim các bác chỉ cần về trèo lên chỗ yên tĩnh là em này sẽ nổ liền ngay lập tức nhá. Tại vì con này thì em Tài đã theo dõi được rất chí là lâu rồi, đã thấy nó chơi cực kỳ tốt, cực kỳ mạnh luôn rồi. Chim em Tài báo chơi đuôi cạnh cực kỳ ok cho tất cả các bác luôn đấy. Con này thì bồ khá to, tượng tả nhìn rất là đẹp luôn. Cái quả đầu của con này nhìn sắc nét dữ tợn cực kỳ nhá. Mã to, yếm đầm, nhung mũi râu ria thì rất là rầm rạp luôn đấy. Bác nào bắt con này thì có thể liên hệ em Tài liền nhé. Một chú chim rất là tổ chất để cho tất cả các bác về gọt lên chơi đấy. Bác nào bắt thì có thể liên hệ em. Em Tài giao lưu với tất cả các bác cái phí của con này là 2 triệu nhé. Chim bồ khá to và không có tật lỗi gì hết đâu. Bác nào nhanh tay thì có thể liên hệ em Tài liền nhé. Tiếp theo là một em khủng bạc mã non chuyên mang mã số 3892. Con này thì mới được tầm khoảng 3 tháng tuổi thôi các bác ạ. Một chú chim gặp có thấy không ạ? Nó rất là dàn, giờ mà thoải mái luôn, vụt vé thoải mái luôn nhá. Cái dòng non chuyên này thì nó sẽ hót lái dài tối ngày đấy. Ở chỗ em Tài thì em Tài thấy nó cứ hót truyền lái dài luôn các bác ạ. Một chú chim rất là dễ chơi luôn. Bác nào mà ứng cái dòng chim con, chim non chuyên để nuôi lên kiếm những chú chim thật dàn để thả chơi ấy thì có thể tham khảo con này nhé. Con này mà nuôi lên ít bữa thì thả chơi như gà luôn đấy. Một chú chim sơ gại thoải mái luôn. Con non chuyền này thì các bác bắt về là nó sẽ hót liền đấy. Tại vì chim non chuyền thì nó nhiều chuyền lắm. Về là nó sẽ chơi liền, sẽ hót ngay lập tức cho tất cả các bác nhé. Chim non chuyền thì các bác cũng biết rồi. Bác nào mà ứng cái dòng non chuyền như vậy ấy, thì có thể liên hệ em Tài nhé. Chim thì không có tật lỗi gì hết đâu. Con này bị chày một chút ít ở trên mũi thôi. Bác nào nhanh tay bắt con này thì có thể liên hệ em Tài liền nhé. Con này em Tài giao lưu với tất cả các bác cái phí là 2,4 triệu nhé. 2,4 triệu cho em khủng bạc mã chim con, chim non chuyên tầm khoảng 3 tháng tuổi nhé. Chim thì hót rất tốt luôn rồi đấy. Con này hót nhiều, hót tốt cực kỳ luôn rồi. Bác nào bắt thì có thể liên hệ em Tài nhé. Chim là mã số 3892, cái phí là 2,4 triệu nhé. Tiếp theo là một em khủng bạc mã mang mã số 3893.
con này thì rất là vịt luôn các bác ạ. Một chú chim hót mú đuôi cánh bản cánh ra rất là rồng luôn. Con này mà các bác chạm lên thời gian nữa nó căng lên đủ lửa thì nó chơi phải nói là hết nước chậm luôn đấy. Một chú chim hót mú đuôi cánh và con này thì máu mỏ cực kỳ nhá. Chim thì ở chỗ em Tài á, em Tài thấy nó hót chơi suốt à. Bác nào mà ở gần thì có thể ghé xem nhé. Còn bác nào mà ở xa thì em Tài sẽ có ship toàn quốc cho tất cả các bác luôn đấy. Con này thì giờ nào nó cũng chơi, hót máu mỏ, hót hay đừng hỏi luôn các bác ạ. Các bác chỉ cần xem video này, nghe em nó hót này là các bác sẽ biết được cái chất rồng và cái tố chất của con này như thế nào. Còn nói về cái đồ máu mỏ thì các bác sẽ không có chế được đâu. Tại vì con này giờ nào nó cũng chơi được hết đấy. Giờ nào mà chim của em Tài chơi ấy, là nó đều chơi hết. Thậm chí có nhiều lúc ấy, nó chơi sụt cả tiếng đồng hồ đấy. Bác nào nhanh tay bắt con này thì có thể liên hệ em Tài nhé. Một chú chim bù khả, tượng tả cao, cầu dài, đòn trường chim. Và không có tật lỗi gì hết đâu. Con này thì các bác bắt về không bao giờ chế được luôn. Bác nào bắt con này thì có thể liên hệ em Tài nhé. Một chú chim quá tuyệt vời để cho tất cả các bác về gọt lên chơi đấy. Chim thì em Tài giao lưu với tất cả các bác cái phí là 2,5 triệu nhé. 2,5 triệu. Chim mũ cảnh, bản cảnh rất chí là rồng luôn. Và họt chất rồng thì cực kỳ vịt luôn nhé. Bác nào nhanh tay bắt con này thì có thể liên hệ em Tài liền nhé. Và cuối cùng là một em khựu bạc mã mang mã số 3894. Con này thì phải nói là cực kỳ vip luôn các bác ạ. Một chú chim hót hay mau mọ đảo cái chất rồng nghe ạ cực kỳ luôn nhé. Con này thì cái chất rồng rất là dạt luôn và hót hay mau mọ cực kỳ đấy. Bác nào mà ở gần thì có thể ghé xem trực tiếp, còn bác nào mà ở xa thì em Tài sẽ có ship toàn quốc cho tất cả các bác nhé. Nếu như các bác ở gần á, thì nên ghé xem nhé. Tại vì ghé xem trực tiếp á, nó mới mê các bác ạ. Ghé xem thì nó còn phê hơn trong video nữa đấy. Nhìn nó chơi cũng phê, nghe chất rồng cũng phê. Cái thái độ, cái tố chất của con này thì phải nói là cực kỳ tốt, cực kỳ ok để cho tất cả các bác về gọt nhé. Chim thì em Tài đã nuôi được tầm khoảng hơn 1 tháng rồi đấy, cho nên các bác bắt về thì cũng sẽ rất là dễ chăm thôi. Tại vì chim bên em Tài thì phải nuôi lên một thời gian thì lúc đó em Tài mới bán nhé. Con này thì các bác bắt về sẽ không có chế được đâu. Chỉ cần các bác nhìn video, xem em nó chơi và nghe em nó hót thì các bác sẽ biết nhé. Chim thì đang vào mùa thay lông cho nên con này lông lá sẽ chứa được thật hoàn thiện nhé. Chim có hai tích mã trắng to, quả yếm đen đầm, bàn yếm to và yếm rất là sâu luôn. Đầu mặt dữ tợn, nhúng mũi dấu ria rầm rạp, yếm đầm cổ thắt. Con này thì bồ khả, tượng tả cao, cầu dài đòn trường chim. Nó hót mũ đuôi cánh, bản cánh ra rất chí là rồng luôn. Bản cánh cao cực kỳ cho tất cả các bác nhé. Và bản đuôi thì lúc mà mũ lên á, là sẽ có xòe cho tất cả các bác luôn đấy. Một chú chim phải nói là quá tuyệt vời để cho tất cả các bác về gọt nhé. Chim thì hót mũ cực kỳ máu mỏ luôn. Các bác bắt con này thì có thể liên hệ em Tài nhé. Con này thì em Tài giao lưu với tất cả các bác cái phí là 3,3 triệu nhé. 3,3 triệu. Chỉ cần các bác nhìn video, thấy em nó chơi, nghe em nó hót là các bác sẽ mê liền nhé. Bác nào bắt con này thì có thể liên hệ em Tài liền nhé. Hôm nay thì em Tài lại tiếp tục lên được video 5 con. Cái phí của từng con thì em đã có báo cụ thể trong từng video rồi. Bác nào ứng con nào thì có thể liên hệ trực tiếp hoặc là liên hệ vào Zalo số điện thoại trên màn hình giúp em Tài nhé. Số điện thoại là 0974193391.
Em ở thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Em xin cảm ơn tất cả các bác đã luôn luôn theo dõi, luôn luôn đồng hành và luôn luôn ủng hộ cho dòng chim cảnh, dòng chim khẩu của bên em Tài nhé. Bây giờ thì em xin được tạm dừng cái video của mình tại đây. Hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video tiếp theo nhé. Em xin mời tất cả các bác cùng theo dõi video và cùng nghe chim hót tiếp nhé.